Chào các bạn đã trở lại kênh truyện ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy like, comment cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Kênh truyện ma tác giả Hàng Bảo sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì như đã hứa hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện xa xưa rất là hay và ly kỳ thì câu chuyện này được ông Tư Tre kể lại. Thì ông Tư có chia sẻ là lúc ông còn nhỏ luôn và được ông bà mình kể. Ở nơi kể tới đâu là nhớ tới đó các bạn, bởi vì câu chuyện nó nó kể đi kể lại trong xóm nghe. Thì câu chuyện nó như thế này. Nó ở trong một cái xóm này nè các bạn. Thật ra nó cái xóm chứ tại, chừng khoảng chừng là 10 căn nhà. Kéo dài cái chừng là hai cái số mà chừng 10 căn nhà cả nhà. Đó thì à, lúc đó đó chỗ này được con cái là giống như lỡ dưới mấy sông á các bạn. Thì cái nó nó có một cái cái đoạn để cho bà con này nọ chỗ này chỗ kia đó người ta tới. Bởi vì ở đây ít nhà nhưng mà giống như là người ta gần rừng á, người ta vào rừng người ta hái được cái này cái kia nó rất là nhiều người ta đem ra bán hoặc là săn những cái con, con thú á. Đó. đó thì khi mà à, chỗ này á tuy là vắng nhưng mà được cái là bà con ở chỗ khác người ta tới cũng khá là nhiều. nhưng mà phải nói một đoạn như thế này. Thí dụ như 10 căn nhà đó, đó nằm dọn dẹn ở trong một cây số đi Còn một cái cây số còn lại đó là một cái đường để mà đi thẳng theo như cái đường sông cặp mé sông Còn một cái đường tắt ở bên trong là cái đường đó là có ma nha các bạn mà không phải là ma đơn giản đâu là quỷ luôn mà quỷ này thì không phải như cái kiểu là hồi như mình bây giờ mà một năm là đơn giản vậy đâu? quỷ thời điểm đó là hiện hồn da và cái kiểu giống như là nó nó có thể là nó che mắt mình nó 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 tạo nó thành một cái hình ảnh khác giống như là nó quá thăng thành một cái, cái, cái hình ảnh khác mà mình dòm vô mình thấy nó như một cô gái đẹp hay là cái gì đó tùy thì nó muốn và nó rất là ghê nó tới nó là nó bắt người đó đó thì cái lúc đó có một cái ông thương buôn ông này thì ông đi chung với lại một đứa con thì cái người con trai á do là có sức khỏe làm lụng nó, nó nó giỏi đi cũng tới đây. Tới đây để mà mua đồ này nọ rồi bán, nói chung là cái việc mà buôn bán thôi. Thì trong cái lúc mà mặn á thì cái người cha hay kiểu là đi lên trên đường rồi làm quen người này người nọ bắt mối thôi chứ ông không có làm được việc những cái việc nặng nhọc. Cái hôm đó làm đến trưa đi. Thì ông mới đi theo kiểu là ông đi nằm Ông nhờ cái mấy cái chỗ uh, trống trống á, mà mát mát á Ông mới nằm ngủ Cái nằm ngủ xong rồi Tới chiều ông thức dậy ông mới đi xuống Ông đi xuống thì ông thấy là thằng con của mình nó đang màng Và nó đang chuẩn bị đồ ăn nọ xong hết trơn rồi Nó mới kêu ông ăn à, Ông mới xuống ông ăn Ông ăn thì ông muốn coi con mình làm việc như vậy Trong ghe cũng có một cái người đi theo phụ nữa Xong rồi cái uh, cũng chặn dạng tối rồi con cái nó cũng đi tắm rồi cũng rất là hết làm rồi chỉ còn ngủ lại thôi ngày mai là tính tiếp cái ông mới đi dạo lên trên 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 đường à, thì ông mới nghe người bà con ở đây á rồi những cái người mà đi buôn chung này nọ nè người ta nói là trong đây nè nha có cái đường ở trong đó trời ơi chưa tới rừng thôi là con vật nó nhiều dữ lắm thì ổng cũng mê đó thì ông mới dối xuống nói với đứa con nói là con ơi con con ở dưới ghe nha Tía đi chút xíu tía giờ Thì cái việc mà hồi nào giờ đi chung ghe Ông hay đi, đi cái kiểu đó là bình thường lắm Không có cái gì mà mà mà, mà nó, 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 nó Lạ lẫm hay là cái gì Cho nên người con cũng nói Ừ tía ơi tía đi đi Nhưng mà đi gần gần thôi nghe tía Thì ông mới nói ừ Ông nói ừ Cái Ông mới đi Ông đi không biết làm sao đó các bạn Thì lúc đó là không có biết tại vì có mình ổng mà ổng đi sao ai biết được đó cái ổng đi cái mất tiêu đi Tới khuya quá trời khuya mà không thấy ổng về mà nào giờ ổng lên đường ổng đi nhiều thiệt con cái là ổng đi rồi ổng về rất là sớm tính tình ổng thì ai mà, 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 mà bằng người con được thì người con này với cái người mà, mà, mà phụ việc á thì mới chạy lên trên bờ là mới nhờ bà con còn bà con ở đây đặc biệt một điều ban ngày mặn mụn dữ lắm bằng kêu bằng không nghỉ chưa luôn mà nhưng mà ban đêm á trời sụp tối một cái là người ta không có đi và bà con thì cũng nói với những người ở buôn tới này nọ này ban đêm ban hôm là ở đây bà con tôi tôi không có đi đó nha mấy ông không có đi lên này nọ nguy hiểm nha ở trong cánh ra đó, đó là làm như có, có có có, thứ mà bắt ngừ đó đó thì uh, những người cũ người ta biết còn giống như hai cha con ông này thì cũng mới con cái thì cũng nghe phong phanh nhưng mà đó giờ đi đây đó đi biết bao nhiêu chỗ rồi thậm chí đi với những cái chỗ mà không có người ở rồi đậu ghe lại rồi đi lên trên này nọ bình thường thì mắc mắc mới giờ phải sợ mấy chỗ này à. cái người con mới lên mới kêu cửa bà con đi nói giờ mới kêu thêm mấy cái người mà giống như là cũng ghe đi chung rồi, rồi quen biết nhau vậy đó nói là cha tôi đi á là đi lúc giờ sập tối mà sao bây giờ khuya quá rồi 11 12 giờ rồi mà chưa thấy cha tôi về. Không biết là ông có lạc đường hay không. Nhưng mà bà con ở đây người ta nói đó, cái này là không có lạc đường được, trừ khi đi vô rừng mới lạc đường thôi. Mà ông đi thì đây tới đó là cũng cả cây số ông già dạ cả vậy em đi tới mé rừng thôi là ông mệt rồi. Sao mà ông vô trong rừng được? Hay là ông xỉu đâu đó. Đó là suy đoán của những cái người mà đi ghe chung. Còn riêng bà con ở đây người ta mới giật mình đi con cái là hồi trước người ta là, là, là có cái lòng nhân ái lắm cái sớm đó người ta có cái lòng nhân ái dữ lắm đó. cái người ta mới đốt đuốc rồi xóm nhau tụ lại rồi cầm cây gậy gọc rồi tùm lum hết trơn nha người ta đi ra cái người con mới nói ủa đi kiếm cha thôi mà mà sao mà bà con cầm cây cối thì gì gì dữ vậy ờ cầm đề phòng mày ơi thôi giờ gấp gáp, gáp quá rồi đi kiếm đi chứ còn đứng đây làm gì nữa thế vậy người con với cái người phụ việc á cũng đi theo chứ giờ biết làm sao miễn sao tìm được cha mình thôi mà bà con nhiệt tình đi như vậy là mình mừng rồi cái mới đi kiếm đi sâu 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 vô kiếm mà lạ một điều á là cái người con mới thấy là sao bà con ở đây kiếm mà sao không kiếm vô mấy cái đường nhỏ kiếm mà cứ đi cái đường lớn ngoài đây hoài cái đường lớn ngoài đây hoài thì nếu mà mà, mà, mà cha mình đi gần gần ở đây thì thế nào nghe đuốc rồi đốt ngập trời kiểu này thì sao mà không biết đó nhưng mà bà con cứ đi ngoài hoài đi cái bà cái bà cái, cái bà con người ta đi hoài vậy đó cái người này người con thấy lạ quá cái với lại quá nôn nóng tìm cha mình rồi cái mới lại kêu nói mấy chú ơi mấy chú mấy anh ơi sao không đi vô trong mấy cái cái đường này nãy con đi ngang thấy có cái đường nhỏ đi vô mà ta, cha con nào bây giờ không thích mấy chỗ vắng vắng lắm à, hay là không có đi vô trong đó không bây giờ đi vô trong đó kiếm đi thì bà con mà ngại không có dám đi nó là, là đi đi vô trong đó còn kiếm chi đó, thì vô tình có một cái người nói câu đó cái người con này mới nói ủa sao mà 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 đi vô đó rồi kiếm chi là sao ý người ta nói là nếu mà đi vô đó rồi thì bị con quỷ nó bắt rồi còn kiếm chi nữa ý người ta là vậy đó nhưng mà thấy cái người con này có hiếu quá đi với lại bà con cũng đông rồi mấy cái người đi buôn ghe này nọ nào đi cũng đông thì họ mới nói nhau bây giờ như vậy kiếm ngoài hoài không gặp rồi bây giờ đi vô cái con đường nhỏ đó con đường tắt đó để kiếm nhưng mà mấy ông phải nhớ cho kỹ nha đi là phải đi chung không ông nào mà đi kiếm lẻ hết trơn à, á cái mọi người mới đồng ý đi vô đó kiếm nhưng mà kiếm từ đó cho tới gần sáng luôn không gặp đâu cứ gần sáng cái người con nó thôi bây giờ như vậy tìm giáp cái chỗ này ở trơn rồi mà không thấy bây giờ để tôi đi vô trong rừng nó kiếm cha tôi Bà con người ta giữ lại người ta không cho đi nhưng mà cái người con này quá hiếu rồi có hiếu với cha mẹ rồi thì mới nói với cái người phụ việc á nói bây giờ anh cứ về ghe anh, anh coi chừng ghe đi tôi sẽ chạy vô trong rừng coi người ta cho không cho giờ tôi cũng chạy trong rừng để kiếm cha tôi hết trơn á thì có một người đứng gần đó mới nghe cái người con nói như vậy đó người ta biết nếu như mà để cho cái người con đi trong rừng á là chết chắc không thể nào sống được nó thì mà họ mới hô lên rồi xúm nhau mới đè cái cậu uh, con trai này xuống cái người con này cứ dùng dễ dữ lắm nói là sao mà chối tôi xem này nọ uh, sao mà, mà không cho tôi tìm cha tôi mà bà con la cỡ nào la thét cỡ nào thét thì mới nói với người phụ việc á bây giờ phải đưa cái thằng này về chứ nếu để nó ở đây á nó đi vô trong đó mà nó kiếm là cỡ như nó chết và bà con chắc chắn rằng á uh, cái người cha chết rồi những người mà ban đêm ban hôm ha mà đi vô trong cái đường này hoặc là những cái giờ linh á là đi vô cái mé rừng này là thế nào cũng bị nó 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 dụ vô rừng đi tà tà ở ngoài thì còn quả mai sống nha chứ còn mà đi tới cuối con đường mà đi vô cái mé rừng á là chắc chắn nó che mắt nó nó bắt đi và thường thì những người đi vô trong đó rồi là mất xác luôn các bạn không tìm thấy xác không tìm được thấy xác đâu cái bà con người ta nói ra vậy rồi á thì bây giờ cái người phụ việc á buộc lòng cũng phải nghe theo chứ bây giờ để cho cái người này đi nữa người con đi nữa là chết nữa là sao đó cái mới đưa về mà cái người con thì đi xuống dưới cái chỗ cái ghe chối ông rồi để trong đó thì cũng có mấy cái người mà xung quanh này nọ người ta qua phụ đó, thì cũng ngồi mà trước ba bốn người vậy cái người con cứ ngồi ở trong khóc lóc mà than gian rồi cứ gào thét lên là mở chối cho tôi để tôi đi tìm cha tôi này nọ rồi ông gồng ông dùng ông dãy đó buộc lòng phải chói chặt hơn mà chói chặt hơn thì ông, ông có lằn có lằn có lằn hết trơn nhưng mà bà con đã nói vậy rồi và trong trong số những người ngồi ở đây cũng có một người bà con ở đó hay nữa người ta lớn tuổi người ta biết á cái người ta nói là không có được mở chói ra bây giờ á hồi nào tới bây giờ ở đây là không ai mà vô đó mà tìm xác được hết trơn thầy bà rồi vô đó còn mắt xác nữa mà chứ đừng nói mà 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 mấy người bình thường như mình đó thì lúc đó là khi như là bà con tiệt vọng rồi và biết cái ông cha này cũng chết rồi mà thiệt các bạn tối đêm đó nha từ sáng cho tới tối á thì ông về ông về á là lúc đó bà con ta ba bốn người ngồi trong ghe vậy đó nha với cái người phụ phụ việc á thì cái người con đang bị chói trong cái cái khoang ở bên trong á thì không có dám dở mở chói ra mở chói ra là ông à, anh chạy à thì ông mới đứng ở trên bờ á ông kêu ông nói là à, thằng tí ơi thằng tí là cái người mà đi theo phụ việc á tên tí thì cái người từ cái tên tí thì nghe kêu quá quen rồi nhưng mà lúc đó cũng chưa nghĩ là ổng nữa mới quay mặt lên quay mặt lên nó dạ ai kêu vậy thì dạ ai kêu thì ổng mới nhào xuống ổng nhặt vô ông nhập vô rồi ông mới bò 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 xuống thì lúc đó bà con hàng xóm người ta nói ủa thằng tí này sao nó dạ gì mà quay lên không gặp ai phản ứng tự nhiên người ta chỉ quay lên người ta dòm coi nó dạ người nào tới chừng mà người ta quay mặt lại thì người ta thấy là anh, anh tí này nè anh bò anh bò mà anh khóc cả hước cả hước cả hước á anh bò vô cái chỗ người con con á cái người ta mới nói ủa cái gì lạ vậy thì sớm nhau mới chạy lại giữ ảnh giữ anh tới lại cái anh tí quay mặt lại nói anh nói tôi nè tôi là cha của nó nè cái gì cha cái gì cha mà, mà ông sao mà ông ông đại tớ mà ông nói là cha gì cái ông trả lời ông nói tôi nè tôi là cha nó tôi đi vô rừng tôi bị con quỷ nó bắt rồi à, nói cái điều đó ra rồi và cái giọng nói nó lại khác nữa thì lúc đó cái người con mới la lên nói ủa cái gì cái gì, cái gì mà cha cha tí ơi nói gì không hiểu đó thì mới đi vô đi vô cái hỏi ổng mấy người này mới kêu cái người con đó là hỏi coi là hồi trước hai cha con có những cái chuyện gì nhằm khi là, là chủ người cha với người con cũng là chủ mà có những chuyện là không có cho cái người làm việc biết à, hỏi kêu hỏi là những cái chuyện cũ thì trả lời đâu vô đó chính xác hết trơn luôn thậm chí bà con ở đây hỏi hỏi ông là ông đi tới đó ông gặp cái gì cái gì rồi cái, cái đoạn đường đó ông gặp ra làm sao thì cái người cha cũng kể rất là đúng nếu như một người nào đó mà không đi qua chỗ đó rồi là không bao giờ biết à, thì cuối cùng ông mới kể là hỏi ông bị bị bắt làm sao để mà chi ra cái cái xác của ông nằm ở đâu tại vì hồi nào giờ có một cái điều lạ là như thế này là những người mà đi vào đó là thường thường là mắc xác và mắc xác xong rồi là cũng không có thấy hồn gì hiện giờ gì hết các bạn mà cái ông người cha này thì ông nói chung ông cũng không biết làm sao mà ông thoát ra được cái hồn ông thoát ra được thì không biết nhưng mà ông về ông kiếm được con ông ông mới nói là bữa đó cái dập sập cái giờ tối á ông mới đi vô và ông đi vô chỉ khoảng chừng là là gần tới con đường à, mòn đó đó ông đi ngoài đường đường đường, đường chính đi nó là gần tới con đường tắt đó đó thì ông đâu có định đi vô mà sao tự nhiên cái lúc đó nó trời thì sập tối rồi cái ông đứng ngoài đây ông cảm giác nó bức bối lắm nó khó chịu lắm con quỷ nó khiến các bạn là ông mới quẹo vô trong cái đường tắt và ông nghĩ rằng ông đi vô một chút thôi cái ông đi vô ông đi vô đâu khoảng chừng là hai ba chục thước gì đó thì ông mới đứng ở đó đâu cả chừng là, là, là nửa tiếng đồng hồ đứng ông coi này cái kia thôi tới chừng mà ông nói thôi tối rồi mình đi về à ông tự mình nói ông nói bản thân mình vậy ông mới quay mặt lại ông đi về mà ai ngờ đâu á ông thấy là cái đường đi về mà sao không biết đi 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 hoài đi tới trần mà ông giật mình ra thì ông thấy là mình đứng ở gần một cái ngã rẽ thì ở trong con đường tắt này nó có hai cái ngã rẽ một cái ngã rẽ là các bạn có thể bọc ngược ra ngoài cái đường chính và một cái ngã ngã rẽ là cái đi sâu vào trong cái mép rừng và ở ngay cái ngã ngã rẽ này á nó có một cái cây thì nó giống như là một cây cổ thụ lớn thôi chứ không biết rõ nó là cái cây gì đó cái cây đó nằm ngay cái đã đèn ngã rẽ đó cái ông đi tới đó rồi ông nói trời ơi bây giờ mình lạ mình đâu có biết sao mà tự nhiên mình đi về mình đi vô hai cái ngã rẽ này đó thì lúc đó ông mới phân vân theo kiểu là bây giờ mình đi theo hướng nào cũng không có đem theo đèn theo đuốc gì cả thì bây giờ biết làm sao đó, thì ông đang phân vân như vậy thì có một cái người cái người này được cái độ tuổi cũng chừng cỡ ổng vậy đó nha đó, cũng mặc đồ y gian như cái bà con nông dân ở đây rồi giác ơn sao cái cây cuốc nữa, cái cái người đó mới đi tới nói là anh là ở đâu mà anh là đây, thì ông mới trả lời, ông thành thật ông trả lời, ông mừng quá rồi, ông gặp người mà mà, mà địa phương rồi, cái người bà con ở đây rồi, ông mới nói là, ừ, tôi đó, là tôi là đi đi ghe với con tôi, Và tôi đi uh, thời gian rảnh nè, tôi đi vòng vòng sớm tôi chơi, mà không biết làm sao mà tôi đi vô đây, tôi nói tôi đi về rồi mà tôi đi vô cái chỗ cái chỗ này, tôi cũng không biết chỗ này là chỗ nào. À, bây giờ may mắn quá bây giờ gặp ông anh đây thì ông anh chỉ giùm tôi cái đường đi về cái ông kia ông mới nói như vậy ông nói ừ cái chỗ này nghe biết á thì mới được còn không biết á nghe là đi mà đi vô chỗ này là chết thì ông nói tới từ, 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 từ chết á cái, cái, cái người cha này mới giật mình á ủa của, cái gì mà cái vụ chết ghê vậy anh ừ thì uh, trong đó đó anh có nghe bà con ở đây nói không trong đó nó có quỷ á nó bắt người á nửa đêm nửa hôm mà đi một cái chỗ lạ nữa mà ông này ông nhắc tới quỷ cái người cha cũng sợ nó thôi anh ơi à, nếu mà vậy thì tôi may mắn quá rồi không có anh là tôi đi lặng hoàng lặng hoàng tôi vô trong đó chắc tôi chết thôi bây giờ anh uh, sẵn đây anh anh, anh anh đi đâu mà anh, anh đi đi đường này thì tôi tôi địa phương đây tôi biết tôi mặn đất tôi trong đây nè ruộng tôi trong đây nè thì thôi đi đi về với tôi lẹ Chứ anh mà đi chậm trễ là anh chết à vậy giờ mới đi theo Thì ông Cái người mới xuất hiện á Đi trước thì ông đi sau nhìn cũng mới gian thôi Chứ không có gì khác chứ đi cũng đứng bình thường à Cái ông đi theo Ông đi theo đi theo đi theo vậy hoài 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 Ông nói ủa sao ông anh ơi sao mà lâu tới quá Tôi đi đến giờ lâu dữ lắm rồi Cái ông mới chỉ Ông nói kìa đó thấy không Thấy cái nhà đằng đó không là từ đó ra đó là mà, là, là tới rồi nhà ở đây bà con ở ít ra mấy sông đó là tới rồi thì trong mắt của ông người cha này ông dòm thấy thì ông thấy thiệt các bạn thấy một cái nhà ông thấy cái nhà đó theo kiểu là giống như là giống như nhà mà vợ con ông đang chờ ông vậy đó rồi nhà lại gần cái sông nữa cái ông mới đi ông đi lại ông đi lại thì cái người này mới đi tới nhà rồi á nói thôi bây giờ anh vô anh uống với tôi ly nước cái người này cái người cha mới nói thôi bây giờ trễ uh, rồi đường này là đi thẳng là về về chỗ cái ghe của tôi nè rồi, thôi để tôi uh, đi về đi rồi uh, sáng bữa sau á tôi rảnh rỗi tôi qua tôi cảm ơn anh rồi, sẵn tôi biếu anh cái này cái nọ cái này cái nọ đó cái ông này ông nói là mình thôi vô nhà uống cái nước rồi đi về liền chởi cũng trễ rồi thấy cái người có ơn với mình mà bây giờ kêu mình vô thôi vô vô uống ly nước xong mà đi À, cái ông mới vô nhà ông vô nhà ông chưa kịp hỏi là ờ anh sống ở đây có vợ con gì trong nhà này nọ không chưa kịp hỏi hết trơn á thì lúc mà đi vô thì cái ông chủ nhà này ổng đi sau ông chỉ đi vô ông mời nhớ như mời khách vô trước đó thì cái ông cha này ông đi vô ông đi vô xong nó ủa sao tối hù tối thui vậy mà nghe cái mùi gì nó khằng khằng nó khó ngửi quá cũng chưa kịp hỏi vợ con của cái, cái người ăn thì ông mới nghe phía sau lưng ổng á là cái gì mà cười thành cạch 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 thành cạch cười nghe ghê lắm thì ông mới quay mặt lại thì nó hiện hình con quỷ ra các bạn nó bắt ông bắt ông chết trong, trong trong đó luôn đó thì ông mới kể xong cái ông khóc và cái việc mà ông kể á là có thể nói bà con ở đây á, hồi nào giờ người ta thấy là đi vô trong đó là có đi không có về mà cũng có một hai trường hợp là, là thoát được chứ không phải là không có nha cái mấy người thoát được đó đó thường thường là đi vô cái mấy mấy mé rồi thoát được ra rồi cũng điên cũng khùng không có bình thường được bởi vậy bà con hồi trước ở cũng cũng có khá khá đó mà sau này người ta bỏ xứ người ta đi cũng nhiều và chưa ai kể được tường tặng cái sự việc đi vô bên trong sẽ gặp cái gì cái gì nhưng mà mọi người vẫn suy đoán được là cái này nó nằm về cái việc tâm linh rồi chứ nếu như mà giống như là bị đi vô rừng này nọ đó thì bà con ai không biết cũng đi vô rừng được vậy ban ngày đi sao không sao mà ban đêm đi á gần tối này nọ á, là bị nhưng mà con cái là nó như vậy nó không phải là nó liên tục mà có người dầm khi giống như mình nói đơn giản như là cái con quỷ á, nó ăn mạng rồi á thì lâu lâu nó mới ra nó bắt nữa con cái á mà ai đi vô đó rồi là mất tiêu luôn hồn phách thì cũng không thấy về thì đâu có biết là là, là, là dốt cuộc đi vô đó để gặp những cái gì thì mai sau cái ông này á đối với bà con á là ông này ông cái số ông chết rồi ông mới đi vô trong đó rồi ông bị bắt nhưng mà cái hồn ông lại về được ông về được thì ông nhập vô một tí và anh báo cho cái người con mình biết thì ông mới nói con ơi con con không có được đi vô tìm cha bây giờ cha còn không biết là là là, là cái xác cha còn hay không mà ở đâu cha cũng đâu có biết đâu cha mà còn không biết nữa là cha chết rồi là hồn ma rồi mà cha còn không biết thì làm sao mà con biết mà con tìm cái số của cha vậy rồi con á với thằng tí nè ngày mai á đi về liền nghe chưa rồi cha nương theo cha về quê xứ sở của cha đó thì cái ông người cha ông nhập vô cái anh tí và anh dặn dò vậy xong rồi đó thì ông xuất ra rồi cái người con thì biết là cha mình chết rồi bây giờ có làm thêm một cái gì nữa cũng chẳng được hết mà cha mình đang muốn nói là mình phải đi À, dài để à, à, thoát thân à, về nhà cho nó, nó cho ổng được cái hồn phách của ổng được về cái nơi an nghỉ quê cha đất mẹ đó thì cái người con mới nghe theo sáng sớm cái mặc dù rất là đau lòng nhưng mà cũng đi nhờ bà con đi sâu sâu Vô gần cái mấy rừng á thì mới kêu tên gọi họ vậy thôi mà thật ra lúc đó ổng ở trên rồi cái ông mới khiến ổng khiến cho người con là phải đi về đi siết về cái đi về cái người con là đi về đâu có chừng nửa tháng sau á Thì người con trở lại Người con trở lại nha Cái Bà con mới xúm là hỏi Ban đầu là mới thấy tới là tự nghĩ là Ờ ừ, cha chết rồi thì bây giờ cũng mằng ăn này nọ Chứ bây giờ phải sống chứ biết làm sao đó, Người ta cũng đi xuống người ta hỏi thăm này nọ Thì cái người con mới nói như vậy nè Nói là cha tôi về được rồi Và tôi cũng nhờ thầy gửi cái hồn của cha tôi á Ờ, giống như là người ta nói là họ lần người ta hay làm cái thiếp vậy đó mấy ông thầy pháp giỏi hay làm cái thiếp để uh, báo lại là cái dông hồn này chết quang do bị bắt này nọ các kiểu á có nghĩa là được nói chung là mình hiểu theo kiểu là Dông hồn của ông đã được yên ổn rồi à, thì cái người con mới đi đảo lại đây thì người ta nói ờ vậy là con đảo lại đây con lo con làm việc tiếp hả cái nó không chiến này con đảo đi con không mua đồ không mua gì hết trơn á mà con dắt theo một cái ông thầy Bà con mới hỏi là Ủa con nhắc theo ông thầy chi Làm, làm lễ lọc gì hả Sao nói trong hồn của cha con là, là, là yên ổn rồi Mà còn làm thêm lễ gì nữa hay sao Cái người con mới nói Không Con Đưa ông thầy này tới Là để trả thù cho cha con Và cái ý người con muốn là Nhờ cái ông thầy này Dốc tiền dốc cổ ra để Thuê cái ông thầy này Và cái ông thầy này đi vào để bắt con quỷ đó trả thù cho cái người cha đã chết đó thì lúc đó đó bà con người ta mới khuyên người ta nói thôi thôi con ơi ở đây là cũng nhiều ông thầy bà thầy rồi đó chứ đâu phải là không có mời đâu cũng là có tiếng tâm đó nhưng mà đi vô rồi là cũng mất xác luôn đó thì cái lúc mà đang nói chuyện vậy á thì cái ông thầy ở trong đi ra cái ông thầy này thì ông lớn tuổi rồi ổng kiểu là cũng là 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 sau hai, ba tuổi cầm cái tầm đó đó, nói chung là ngoài hàng sáu đó, à, tóc thì cũng muối tiêu, à, rồi ổng thì cái dáng người ông hơi ốm ốm cao cao, à, mà ông mặc đồ là mặc đồ thầy pháp luôn nha chứ không phải là là, là mặc đồ bình thường. Cái ông mới nói à, tôi tới rồi đó, thì bà con cứ yên tâm, tôi vô đó, tôi uh, xem xét kỹ lưỡng rồi tôi mới vô. À, thì hồi cái thời điểm đó người ta hay có cái vụ như thế này khi mà à, thầy pháp á mà muốn lợi một cái, cái cái gia chủ nào để bắt ma cho cái hay cái gia đình đó trị bệnh tà gia đình đó thì cái người thầy pháp này phải làm một cái giấy cam kết ví dụ như là ông làm ông chết ông chịu không có đổ uh, lỗi cho ai hết à, còn nếu như ông chị cái bệnh tà cho một cái người nào ở trong một cái, cái cái chủ gia nào đó mà ông chị người ta chết là ông phải đền mạng à À, thì cái việc này thì không phải là chị uh, cái bệnh tà nữa rồi mà là bắt quỷ cho nên là cái người uh, thầy pháp chỉ làm một cái giấy tờ để cho ký với lại cái anh uh, người con á là bây giờ tôi là sẽ tình nguyện vô trong đó tôi bắt có chết là tôi chịu không liên quan gì tới anh hết ừ, thì ký xong rồi thì đương nhiên cái phần công là chả phải hậu thỉnh hậu hỉnh thì ông mới làm đó à, thì cái bữa đó ông mới ở đó là ba ngày trời và một ngày như vậy á ổng đi vào trong cái đường mòn đó chỉ là buổi sáng thôi còn ngày thứ hai á thì ổng đi vào buổi tối nhưng mà ổng chỉ đi khoảng nửa đường là ông đảo lợi à, thì đến cái ngày thứ ba bà con người ta cũng hiếu kỳ đi người ta nói trời trời ông thầy này ông đi ban đêm mà ông đi vô trong đó rồi ông ra ông chưa sao ông chưa có cái, 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 cái bị một cái gì hết người ta cũng đặt cái hy vọng cái niềm tin vô cho biết đâu may mắn mà gặp cái ông thầy này rồi ông bắt được con quỷ cho bà giải được cái quạ cho bà con ở đây cái súng nhau người ta coi mỗi lúc mỗi đông à, thì tới cái ngày thứ ba ông mới nói như vậy ông nói là bây giờ bà con cứ ở ngoài đây tối đêm nay cũng chưa phải ngày tốt đâu nhưng tôi sẽ đi sâu vô trong đó một chút xíu nữa tôi đi sâu vô một chút xíu nữa thì tôi mới à, coi coi là, là là quyết định như thế nào vào ngày mai đó thì tối hôm đó ông đi vô ông đi vô thì không biết ông làm cà quằn gì ở trong thì không biết thì cái lúc mà ông đi vô á là độ khoảng 8 giờ tối mà cái lúc ông đi trở ra đó là 11 giờ tối rồi là 3 tiếng đồng hồ mà cái đoạn đường mà giống như các bạn nghĩ có, đường một cây số à mà còn đi tắt nữa thì nếu mà đi vô đi ra tính cái sức người đi á quá lắm là là hai phút tới nửa tiếng đồng hồ là ra tới rồi à, nhưng mà ông lại đi là 3 tiếng trời ơi cái bà con ở đây ông đi ra cái ông đi ra ông cũng bấm bùa mắm ắn này nọ nghe thì thật sự là ông thầy này ông cũng giỏi chứ không phải là ông cũng dở đâu nhưng mà con cái là ông vô là ông ông coi ông bắt mấy cái chỗ mà uh, có âm khí rồi giống như là quỷ khí hay này nọ đó ông đánh mấy cái đó trước thì thường mà các bạn cái chỗ mà quỷ nó ở rồi ma cỏ ít cái mở lắm trừ khi là giống như là bị con quỷ nó nó bắt nó làm tay sai này nọ gì thì sao không biết chứ còn mà mà quỷ nó ở rồi nó nó ra vô đường đó nó bắt rồi thì ma cỏ không có đâu đó cái ông mới đi ra ông đi ra ông mới nói với bà con bà con đó cũng xanh mặt hết trơn á khi mà đi thấy ông đi lâu chưa chưa ra cũng ớn lắm cái ông ra ông nói hỏng ổng mới sao đâu bây giờ bà con cứ về đi tối nay tôi ngủ dưới ghe là ngày mai là tôi vô à tôi vô là tôi bắt à đó cái bà con nghe ông nói dứt khoát và và cái kiểu rất là tự tin Thế nên là ai nấy cũng là mừng hết trơn ha thôi thôi bây giờ á ngày mai á bà con mình cứ đem mấy cái gì nào mà mà có có đồ ăn đồ uống ngon lành nè đem tới đưa cho ông thầy ông ăn ông có sức đặng ông vô đó làm phép này nó giống như là cái chuyện này của cái người con nhưng mà dẫu sao cũng là bà con mình cũng nên có một phần trách nhiệm chứ đó để xúm nhau cái giống như là người thì cho tiền người thì gửi những cái đồ ăn ngon À, để cho ông thầy này ông à, có đầy đủ cái sức khỏe tối đông đi bắt cái tối đó đó ông đi bắt nhưng mà thầy pháp đó các bạn hồi trước á cái người mà có khả năng rồi đó là lúc nào cũng vậy người ta trước khi đi bắt ma bắt quỷ đồ á mà đặc biệt là bắt quỷ đó, là người ta làm một cái cách giống như là một cái con hình nhân mà lỡ như á có đi vô đó bị bị quỷ đồ nó bắt đó, thì cái hồn người ta cũng chạy về được thì ông mới nhờ bà con ở đây á là trong cái bàn lễ của ổng á ổng có làm một cái con hình nhân cũng như bằng rơm thôi thì ông nói á là bây giờ á đi vô trong đây á là tôi cũng là vì bà con vì cái cậu này có cậu, cậu có hiếu tôi vô đó tôi bắt mà nếu như á tôi lỡ tôi có xảy ra chuyện gì đó thì bà con ở đây nè cứ dòm vô cái con hình nhân tôi để đây nè đó. mà thấy nó lắc lư mà cái đầu nó gục xuống á thì à, cho cái cậu này nó à, chỉ một cậu trai tráng ở đó ông cũng coi tuổi cô tác xong hết trơn rồi ông nói cho cái cậu này là lấy cái ngón tay đỡ cái đầu của con hình nhăn lên đó thì bà con nghe vậy đó rồi hứa rộng hứa rộng là, là là nếu như mà có cái trường hợp nó xảy ra đó thì bà con ở đây người ta sẽ kêu cái cậu này là đưa cái ngón tay vô đây đẩy ngược cái 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 đầu của hình nhăn lên thì ông cũng không có nói rõ là 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 ông nếu mà xảy ra chuyện gì thì đẩy lên vậy nó sẽ ra sao bà con cũng không có biết và nghĩ rằng là chắc là nhờ cái cậu này có cái tuổi như thế rồi ông sẽ làm cái phép gì đó ở trong chổng ở đây mình làm ở đây là mình dở lên này nọ giống như là trợ lực cho ông vậy đó bà con chỉ nghĩ là là, là là, như vậy thôi cái ông ơi làm đâu đó xong mới trơn nha mặc đồ thầy pháp vô rồi lấy mấy cái đồ và dụng cụ bắt ma bắt quỷ đồ đi theo rồi đưa cho ông cây đuốc mà ông mới cầm cây đuốc đó ông đi vô đi 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 hoài đi hoài đi hoài vô tới trong chổng rồi á thì từ cái lúc mà ông đi là cũng 8 giờ tối ông xuất hành giờ đó đó ông đi làm sao mà tới tới nói 12 giờ mấy khuya rồi mà không thấy ông đi ra có người người ta đi lại cái, cái 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 cây cao á người ta leo lên người ta dòm coi là cái ánh lửa của cây đuốc của ông có nhấp nhá nhấp nhé gì đi ra hay không thì không ai thấy vậy trơn á cái mọi người đang kiểu mà cũng lo sốt gió trơn á thì cái cái một người mới la lên nói cho trời ơi bà, bà con ơi bà con ơi cái cái con hình nhân của ông gục cái đầu xuống kìa. thì cái, cái, cái lúc gục xuống ông chết rồi đó các bạn. Ông chết rồi đó hồn đang về đó. Cái thay gục đầu xuống la như vậy cái cái người uh, lớn tuổi mọi người hứa nói mày 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 lại mày mày, 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 mày mày đỡ đỡ con hình nhân lên thì cũng lợi nghe theo cái lời của ông lấy chấm vô cái 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 mực vị đó đó rồi mới chấm ấn vô cái ấn đường của con hình nhân là đẩy lên là ông nhập vô liền vừa đẩy lên là cái rung rung người cái bà con giật mình đâu biết làm sao giải quyết đâu tự nhiên cái thằng nhỏ này đang đứng đây Rồi kêu nó dở lên nó dở lên vậy rung gì mình à thì ông nhập vô rồi thầy pháp chết à mà thầy pháp hồi trước á, ma quỷ nhiều thầy pháp nhiều cũng giỏi lắm cả nhà cho nên là là, là, là người ta đi bắt ma bắt quỷ gì người ta cũng có cái một cái đường lui của người ta chứ bởi vì mới chết là giờ giờ liền đó ông về ông về ông mới dòm bà con ông không nói tiếng nào hết trơn nghe thì bà con lúc này dòm vô cũng biết là rồi bị nhập rồi nhưng mà có một cái là không hiểu bây giờ mình phải làm sao làm sao để mà hỏi hai thấy ngồi em ru à mà người nào nói lạnh sinh sống, sống hết trơn á cái ông ngồi ông quay mặt vô trong đó ông dòm ông dòm cái một hồi sau nó cũng lâu nghe cũng đâu nửa tiếng đồng hồ á à ông mới quay lời ông giờ bà con ông nói mà ông nói cái giọng của ổng nói giọng ổng luôn chứ không phải là nói cái giọng của cậu thanh niên đâu ông nói bà con ơi tôi chết rồi tôi là tôi, tôi, tôi về cái hồn thôi con vĩ này nó dữ lắm tôi làm không lợi nó nó không phải là nó ở đây mà nó ở trong cái mé rừng có con cái á nó mạnh quá rồi nó ra nó vô là bình thường bà con đây sắp tới đừng có đi vô đây, đó. thì ông nói vậy cái bà con người ta cũng tiếc thương đi tại dẫu sao thì ông thầy này khi mà ông tới đây á à, mặc dù là ông cũng có cái gì cái phần lễ mà ông tới nhưng mà dẫu sao thì ông nói là cái cách là vì cái người con này có hiếu cho nên là tôi là tôi mới chủ yếu là cái cái điều đó thôi và cái người con trai cũng nói là đưa cho thầy một số tiền lớn mà thầy không có chịu lấy thầy nói thành công rồi thầy lấy một số tiền vừa đủ thôi thì cái ông thầy nó cũng có đức mà khi ông tới đây bà con này nọ cho này cho kia ông đó, thì ông cũng nhận nha nhưng mà ờ, ông nói là mình tôi ăn sau hết này nọ rồi bà con cứ cho tôi một ít được rồi ông không nhận hết bởi vậy cái thiện cảm của bà con người ta đối với ông thầy này là có ta thấy ông không may gặp cái chuyện vậy rồi đó người ta vừa sợ và vừa tiếc thương cái một cái người mới nói với ổng nói là thầy ơi bây giờ mà thầy gặp làm sao mà 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 thầy chết thì ổng nói là bây giờ là con quỷ đó đó nó ở trong cái uh, cảnh rừng à, thì lúc nó đi ra là cái nơi mà nó nó trú nó ngủ á là nó ở chỗ cái cây sao à, mình bảo cái cây sao luôn nha cái cây cổ thụ đó, các bạn thì ở cái cây cổ thụ đó đó mà ai đi vô mấy con đường này nó dòm nó thấy đứng trên cao dòm thấy hết trơn à rồi nó sẽ đi ra nó vụ rồi đi tới đó thì cũng chưa chết được đâu nhưng mà bị nó vụ nó che mắt rồi nó dắt vô trong cái mé rừng là chết chắc cho nên là bà con phải nhớ kỹ cái lời tôi rồi sau này phải cái ông thầy nào á mà phải cực kỳ giỏi nha thì mới vô được chứ mà không mấy là mà thuê mướn người ta là để người ta chết nữa đó thì bà con nói là thầy ơi bây giờ thầy có danh có tiếng này nọ rồi người này người kia cũng mời nhiều rồi thì làm sao biết ông thầy nào cực kỳ giỏi đó thì ông mới chỉ ông nói là ở dưới ghe đó có cái hộp của tôi đó bây giờ đi xuống dưới đó đi lấy cái hộp đó lên rồi tôi chỉ cho biết à, okay, cái bà con mới đi xuống dưới đó lấy cái hộp lên à, lấy cái hộp lên thì ở trong đó ông có đợi ba cái lá bùa mỗi lá bùa là cái màu sắc khác nhau và giống như là ông để là ông cố tình ông để nghe là ông ém theo từng tầng từng tầng từng tầng nó là ba tầng vậy đó cái ông mới lấy cái lá bùa đầu tiên á là ông lấy cái lá bùa màu vàng ông nói bây giờ á, cái lá bùa này nè ông thầy nào á mà ông đốt được ông đốt bằng phép đó nghe chứ không phải là dùng lửa thì ông thầy này á đừng có cho ông, ông vô trong đó ông cũng chết rồi còn cái lá bùa màu đen á, màu cũng đốt được á, thì kêu ông suy nghĩ, kể lại cái chuyện của tôi, lát nữa tôi kể cho bà con nghe, trừ khi ông nào mà ông mà đốt được cái lá bùa màu màu tím cuối cùng nè, à, thì kể như là ông thầy đó mới giỏi, là mới có khả năng là bắt được cái con quỷ đó, thì bà con người nghe nghe tới đâu người ta nhớ tới đó, thì người ta cũng hiểu là nếu như mà đốt được cái lá bùa màu vàng mà đốt mà không phải là đốt bằng À, lửa mà bình thường đâu đốt là ông có dùng giống như là bùa phép bắt ăn này nọ đốt cháy được cái lá bùa thì nói chung là ông cũng làm cái bùa gì trên đó rồi phải phải có một cái loại pháp thuật gì đó mà cũng như là cái người giỏi á thì mới, 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 mới giống như là ông khóa lại mà mở ra vậy đó thì mới mới, mới, mới cháy được cái lá bùa đó à, thì cháy được cái lá bùa màu vàng thì ông thầy này làm cũng được nhưng mà ông lẫn chết rồi là ông biết là cháy được cái đó rồi mà không cháy được cái bùa màu đen thì cũng đừng nên đừng nên đi vô còn cháy được cái bộ màu đen thì phải suy nghĩ cho thiệt là kỹ là coi là có quyết định đi vô hay không đó thì bà con người ta quyền đã lại nó cảm ơn ổng tại vì ổng chết rồi mà ổng cũng kiểu mà ổng cũng còn lo cho bà con đây đó cái ông mới kể lại là ổng nói á nè tôi kể cho nghe để sau này có gặp thầy pháp mà đốt được cái bùa màu đen á thì chỉ cho ổng nói cho ổng nghe vậy để ông quyết định có đi vô hay không cái ông thầy này ông mới kể ông nói là khi mà ông đi vô á ông đi vô trong cái chỗ cái, sau cái cái, cái cổ thụ đó tới đó rồi thì ông cũng mặc đồ thầy pháp mà là ông chính diện ông, ông, ông đấu rồi vậy mà con quỷ này nó cũng không có hiện hình ra nó đấu với ông Và ba ngày nay là kêu bằng ông bài chà, cái, 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 cái giống như là cái trận pháp này nọ ông bài xung quanh cho đó dữ lắm nè các bạn ban ngày em vô ông bài á ông bài ông giấu á nhưng mà con quỷ này nó, nó quá tin rồi Nó mới hiện ra một cái người à, Cái người bình thường ha Nó hiện ra một cái người bình thường Nó mới đi lại Nó đi lại nó đi lại gần á Và cái người này đó nó hiện ra cái người con trai Con trai mà cỡ chừng là 23, 24 tuổi vậy đó ha Cũng y giang như là trai là chán đồng quê ha Cái đi lại hỏi ông ơi sao mà ông đi vô đây mà ông làm gì trong đây mấy ngày nay rồi. Tôi thấy ông cà quằn cà quằn trong đây hoài vậy. Thì cái ông thầy này các bạn. Ông biết. Ông biết nó là quỷ đó. Nhưng mà đâu phải là, là muốn bắt là bắt đâu. Thì ông mới giả bộ đi. Ông nói tôi là thầy Pháp nè. Tôi vô đây á, là để tôi giúp cho bà con ở đây là bắt cái con quỷ. Mà sao tôi đi vô tới bây giờ là tôi chưa có thấy nó. Mà cậu là ai? Bà con ở trong xóm đây người ta là... là, là, là sợ dữ lắm rồi người ta đâu có ai dám đi vô đây giờ này mà sao cậu vô ông làm bộ mà hỏi vậy đó đàn ông canh thời cơ thôi cái okay, nó nói nha giống như là kiểu mà nó, nó, nó không có sợ ổng nó nói theo kiểu là bình thường lắm nó nói thì tôi cũng uh, lâu lâu rồi tôi ra vô đường này hãy uh, mà thấy ai mà 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 uh, người thường đó nha thì uh, không biết đường tôi chỉ cho đi tôi mở gần đây còn gặp thầy bùa thầy pháp á cái okay, nó im nói tới đó cái gặp bộ thầy bộ thầy pháp cái nó im cái nó giờ mỏng ông cũng tủ thế sẵn hết trơn rồi cái ông mới nói á ủa sao cậu không nói luôn mà nửa chừng ngưng vậy tôi biết cậu nói sao thường thì gặp thầy pháp á à. thì thầy, thầy pháp giỏi rồi cho nên làm gì làm tôi không có nói tới à nó trả lời ông vậy các bạn mà không phải là nó nó, nó không biết đâu nó biết cậu biết nó biết đó nó biết là ổng biết nó là quỷ đó cái nó vừa nói xong nó giữ khoảng cách vậy đó cái nó quay mặt nó bỏ đi có nghĩa là con quỷ này rất là tin nó biết là ông thầy này vô để bắt nó mà con người bình thường á thì nó còn dụ hoặc này nọ nó làm cho che mờ mắt tâm trí này nọ nó dụ đi còn ông thầy pháp này thì nó biết là nó dụ không có được nhưng mà nó muốn bắt người nó cũng phải dụ trong kia nó mới bắt thì cái ông thầy này nó muốn bắt ổng hay là nó muốn là giết ổng này nọ đó thì nó cũng phải dắt ổng vô trọng mà đương nhiên nó biết là che mắt ổng không được rồi bởi vậy là nó mới quay lưng nó bỏ đi vô trọng nó bỏ vô trọng làm gì nó bỏ vô trọng là nó biết ổng là đi theo bắt nó thì giá nào cũng đi theo nó ổng cũng phải đi theo nó mà thật sự các bạn khi mà nó 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 nói cái điều đó ra rồi nó quay lưng nó bỏ đi vô trong rừng á thì ông thầy Pháp này ông suy nghĩ liền Ông biết là con quỷ này nó quá tinh rồi Nó biết là là, là mình biết Cho nên là nó đi vô Nó đi vô là giống như là nó khiêu khích là phải Ông muốn bắt tôi là phải đi theo tôi Chứ đâu cần che mắt ông đâu Nó nó che mắt ông thì nó biết là nó che không được rồi Và nó muốn đấu với ông hay gì là phải vô bên trong bìa rừng nó mới đấu Chứ ngoài đây nó không đấu À, cái ổng ổng thì là, đi bắt đi bắt quỷ mà không lẽ bây giờ con quỷ nó ở trước mặt á nó đi vô đó không lẽ mình mình bỏ qua thì ổng mới lấy uh, kiếm của ổng làm bùa này nọ cho ổng rượt nó chạy các bạn nó chạy nó chạy vô bên trong thì ổng mới cầm cái 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 cái, cái kiếm mà ổng làm bùa làm phép rượt theo ổng vượt thì nó cũng lúc thì nó ăn lúc thì nó hiện vậy đó thì ổng cũng cẩn thận lắm nha đi rồi ông dòm thiệt là kỹ rồi mỗi khi mà ông bước tới đâu tới đâu rồi đó là ông mới lấy bùa ông ăn vô mấy cái cái, cái, cái cây á để trợ lực cho ông vậy đó vậy mà cuối cùng ông nói là vô một đoạn sâu rồi đó cái lúc đó là tâm trí giống như nó nó làm cho ông giống như là thấy là sắp bắt được nó rồi giống như nó làm giống như kiểu là nó bị ông đánh này nọ ha rồi nó văng ra này nọ rồi nó, nó nó nó, nằm giống như là nó đánh không lỡ ổng thì ông thấy là cơ hội tới rồi thì ông xăm 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 vô hoài vậy đó các bạn nó che tâm trí ông vậy đó hay tới mức độ như vậy đó mà vô tới cái chỗ của nó rồi đó ông nói là vô tới chỗ đó đó là ông thầy pháp ông giờ ông biết ông nói là trong cái chỗ đó đó mấy cái dòng hồn chết quang bị nó nhốt nhiều lắm mà thoát không được đâu cha của cậu này hồi trước là cái mạng số nó, 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 nó quá đặc biệt À, rồi ổng cũng có phúc đức của gia đình cho nên là ổng mới thoát ra được đó. ở trong còn nhiều lắm nhưng mà chỗ nào thì tôi cũng không có biết nữa cũng mi giang như là cái ông người cha chết rồi ông thầy này ông cũng không có biết là 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 cái chỗ cái địa điểm con quỷ đó ở đâu nữa ông chỉ biết là ở trong đó thôi trong mép rừng thôi thì cuối cùng ông cũng sức khỏe của cái người mà mà thầy bà người ta khác với con quỷ thì ông mệt và ổng càng mệt thì cái cái, bùa phép của ổng nó càng yếu và cái linh trí của ổng nó càng thấp lại cái sức khỏe không có mà thì lúc đó nó mới bắt ổng một hồi ổng làm ổng lợi nó bắt ổng chết nó bắt ổng chết rồi thì ổng chỉ coi là duy nhất trong đầu ổng nghĩ một cách là để cái biện pháp hậu á để cái hồn mình chạy về á đó. đó. thì cuối cùng cũng chạy về được nhưng mà về cũng phải nhờ người ngoài đây là cái cậu thanh niên mà lợi mà mà chấm cái tay vô cái mạng số phải vậy vậy, mới được nha đó thì chấm vô đưa vô lỏng nhập về nó thì mới kể cho bà con nghe xong cái cái người con trai của cái người cha đã chết á mới nói là dẫu sao cũng thấy dây rất là vì mình muốn trả thù cho cha mà để cho một cái ông thầy chớ, tốt như vậy ông chết rồi cái cậu mới lợi cậu quỳ cậu nói là bây giờ thầy ơi bây giờ ý nguyện của thầy là như thế nào con sẽ hoàn thành cái ý nguyện cho thầy À, thì cái ông thầy này nè Ông nói như vậy Ông nói bây giờ á Thì tôi là tôi sống có một mình nè Tôi về chỗ tôi á Thì cũng không có được cái gì Bây giờ tôi nhờ cậu á Đi tìm một cái ông thầy nào khác Đi lại nhà tôi Mà nhà tôi á Thì nạo giờ tôi thầy bà Cho nên là tôi cũng bắt một số cái dòng tôi để ở trong chỗ đó đó trong nhà tôi á nó thì bởi vậy bây giờ tôi nhờ cậu đi về nhờ mấy cái ông thầy đó tôi sẽ theo cậu một thời gian để tôi nhắc nhở cậu chỉ cho mấy ông thầy đó an bài cho mấy cái dông mà tôi bắt chứ tôi không không có ở đó là sau này nó thoát ra nó quậy bà con dữ lắm đó thì khi xong rồi á thì ông xuất ra ổng xuất ra thì cái người con này cũng đi về, về để làm theo cái lời của ổng. Thì cuối cùng nói chung là cũng an bài cái việc mà nhà cửa ông sao 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 đó là xong hết trơn. Thì đâu có chừng là một tháng sau á, cái người con này mới trở lại, mà trở lại có chung với cái người phụ việc thôi, chứ không có um, um, dắt thêm thầy nào cả. Con cái là khi mà tới á thì mới hội bà con lại, thì cái người con trai mới nói như vậy nói là cái ông thầy á ông nói với tôi như vậy lúc trước á tôi nghe người ta nói ổng tôi cũng không hỏi tên này nọ tôi chỉ nhờ người này cứ mời Thì sau này tôi mới biết rành á cái tên thiệt của ổng á là à, ông thầy à, ba ngoặt à, thì bây giờ á ông ba thầy ba ngoặt ổng chết rồi ổng cũng vì à, à, tôi trả thù cho cha mà ổng chết à, thì nhưng mà ổng biết là cái con quỷ châu đây nó rất là dữ bà con sợ nhầm khi uh, nửa đêm nửa hôm hay hoặc là những cái người á uh, mà ở xa tới lần đầu hay này nọ uh, sẽ uh, vô tình uh, đi đừng nói là bây giờ là đi ở trong cái đường tắt đó nữa mà bây giờ đi vòng vòng ở ngoài nó cũng dắt vô được cho nên là ông mới nhờ tôi uh, nói tới nói với bà con uh, hồi trước á uh, thì cái mộ của ông á uh, uh, tôi chôn rồi uh, nhưng mà ông về ông báo mộng với tôi á uh, ông nói là bây giờ uh, thỉnh cái uh, uh, lư hương của ông Do nhờ thầy Pháp đưa làm này nọ xong xuôi hết trơn rồi Bây giờ tôi đem cái lưu hương ông tới đây Đó Thì bà con á Ý của ông ông thầy ngoặt uh, Ngoặc á Là ông muốn là chôn mà ông ở chỗ này Ở ngay cái vị trí này luôn Và bà con chỗ này là không có được mà buôn bán ở chỗ này nữa Đó thì chôn ông ở đây Chôn cái cái lưu hương của ông á Là kiểu mà thờ cúng ông á các bạn thì có một cái di vật gì của ổng đó ổng theo cái di vật đó đó là cho cái di vật đó xuống rồi để cái lưu hương ở trên để mà thờ cúng ổng để ổng cản người ta cản được bao lâu thì ổng không biết nhưng mà ổng sẽ cố sức ổng cản không cho người ta đi uh, vào cái đoạn đường này giống như là một cây số đó đó thì tới gì đó là bà con cứ ở còn cây số đảo là đây là bây giờ không còn đường tắt đường ngoài gì nữa trên á không được đi, đi vô ổng sẽ ở đó để mà ổng cản thì bà con thật ra người ta cũng có cái ý định á là ông thầy này ông tốt quá rồi ông đã liều mạng ông giúp đỡ cho bà con mình ở đây thì thôi bây giờ à, à, đã có ý là muốn giống như là làm cái miếu cho ông đó nhưng mà bây giờ có cái trường hợp như thế này nữa thì bà con đồng ý và lập nên một cái miếu ở đó cho cái ông thầy à, ba ngoặt này đó thì khi mà để ở đó rồi đó hai các bạn ông giữ yên được cho bà con đâu được cỡ khoảng chừng là nửa năm mà thì nó có xảy ra một cái hiện tượng rất là ghê và không biết hiện tượng nó như thế nào thì bảo còn mời các bạn uh, tiếp tục lắng nghe vào tập sau còn bây giờ thì bảo xin chào và hẹn gặp lại